Hello cả nhà, hôm nay nhà Sương đi rửa cái chiếc xe á. Tại vì vừa rồi tuyết có rơi một trận á, cho nên phải đi rửa xe chứ không là nó bị sét. Hai đứa nhỏ nhà Sương nó thích coi đi rửa xe lắm. Chú Sạp, Emily, hello cô chú đi con. Sạp. Sao? Giờ mình đi đâu đây con? Hai đứa thích rửa xe không? Thích coi rửa xe không? Sao không biết? Ở bên này á, muốn giữ cho cái xe của mình nó kỹ, xài được lâu hơn á cô chú, thì mình phải mỗi khi mà trời mưa á, hoặc là trời tuyết xuống á, mình phải sau một trận tuyết đó, một trận mưa đó, mình nên đi rửa xe cho nó sạch sẽ, thì những cái xe của mình nó sẽ thấy nó sạch hơn và nó không có bị sét. Hai đứa làm gì vậy? Ồ, cái xe 18 bánh kia lúc nó cua nguy hiểm quá à. Đường hẹp mà nó cua. Ten wheel. Mày không nghĩ nó có ten wheel, mày nghĩ nó có more than ten wheel. Ok. Giờ mình quẹo vô đây là mình tới nơi á cô chú. Không biết nữa, họ đeo mình đâu có đeo đâu, em đâu có mang khẩu trang đâu. Anh có thì anh đeo đi. Hôm nay đi rửa xe ở chỗ này á, là rửa tự động, mình ngồi trong xe xong rồi mình chạy xe vô cái dàn máy đó, thì họ cái máy đó nó tự rửa cho mình luôn á cô chú. Thì để Sương quay cho cô chú xem ha. Mình tới chỗ cashier này à, mình có một cái nhân viên họ ra họ hỏi mình là rửa xe theo cái service nào. Ở đây có rất là nhiều service để mình rửa xe, và mỗi service là mỗi giá khác nhau, thì để mình xem. Là gần 15 đồng á. Ở chỗ này nó ghi là Gold Unlimited 19 đồng 99 một tháng, có nghĩa là mình rửa mọi thứ luôn là một tháng mình trả 19 đồng 99. Quẹo vô chỗ này là cái dàn máy sẽ rửa xe tự động.
Yêu hả con? Từ lúc có cái dịch vụ này á, chồng Sương cứ 2-3 tuần là rửa xe, chạy xe tới đây rửa thôi cô chú ơi. 2 tuần anh lấy cái xe của Sương chạy ra đây anh rửa. Sâu lao. Sorry. Mình tới cái cửa kia mà khi nào cái đèn đèn xanh nó nổi lên á là mình chạy được nha chú. You can't hear what I saying. Sorry. Giờ đang ở đèn vàng nè. Kêu là go on green. Ok, go. Yes, go now. Thì đó là rửa xe tự động ở bên Mỹ này đó cô chú. Bây giờ cả nhà Sương đi về đây. Em làm gì vậy? Gái quá ta ơi. Em làm cái gì đó? Nãy vô chỗ rửa xe hai đứa sợ không? Dạ không mà. Hai đứa giỏi quá mà. Bây giờ mình đi về nè con. Coi phát nữa hả? Mới coi nãy xong mà. Đúng rồi, hai đứa còn nhỏ là hai đứa vô chỗ khi hai đứa vô chỗ rửa xe đó là hai đứa khóc inh ỏi luôn. Ok, bây giờ video mình tới đây là hết rồi. Bye bye cô chú đi. Sao con? Em. Bye Chú sếp. bye cô chủ. Ok.